Tiếp theo là 20, cũng là ngày 23 tháng 8 2023, Phương Linh Mỹ Tho nhận 100 kg gạo của Quý Mạnh Thường Quân là em Hồng Ngọc Đặng thông qua em Quỳnh Ngọc Dung. Linh nhận 100 kg gạo ở chùa Gạo Tài Lộc. Khi Linh đại diện quý vị để trao yêu thương thì Linh sẽ báo cáo. Linh nhận cái tin của Quỳnh Ngọc Dung á, cho biết là gửi gạo chỗ vừa Tài Lộc đó, mà hôm nay Linh đi công việc, Linh không có thời gian ghé đó. Bữa nay Linh ghé, Linh nhận 100 kg gạo của Hồng Ngọc Đặng ha. Khi nào Linh trao, Linh sẽ báo cáo. Phương Linh lên cảm ơn Quý Mạnh Thường Quân rất là nhiều. Xin cầu chúc cho tất cả luôn vui vẻ, hạnh phúc.